Hello Freddy. À chào Bunny. Mày có thấy thằng bảo vệ không? Chắc mấy nhà sinh nữ nó gọi. Mày hiểu nó mà. Nhưng mà tao chắc chắn phải tìm quên nó. Nhưng mà hôm nay tao thấy mày lạ lắm. Như mày xài cái đầu cũ đúng không? Mình thích thì mình đổi thôi. Không nhất thiết là phải cùng một nhà thiết kế nào cả. Thằng bảo vệ con sao không nạt ác mày. Ủa mày hăng bảo vệ hả? Nó là hàng bảo vệ đó. Đéo phải đâu, nó là phải đi. Không, nó là hàng mật lệnh bảo vệ đang đổ cái đầu phát đi đấy. Cho nên mày hay không ở đi. Oh damn it. Nếu nó là phát đi đó thì tại sao suốt ngày nó cứ sạc cái đèn pin như mặt của hoài vậy? Chích cái mặt của mày giống cái ách của mông tối gì? Mông có. Con sẽ móc mày như hai quả trứng cút của tao. Ê mày tỉnh đi mày. Coi cái thằng đủ đẹp trai để biết những thứ quái quỷ gì trong nơi này. Mày nghe chưa? Ba đứng bôi, ra đây bố bạc. Tao không quan tâm nó là Freddy hay hàng bảo vệ. Nhưng tao chỉ muốn lấy hai cục pin Panasonic, ngon chim của nó. Đến câu nhận hết nổi rồi, mày cãi mặt nạ của mày, ga mèo. Nó là súng được chơi mà. Không thể có hai Freddy ở đây được. Nếu chỉ có một Freddy ở đây thôi. Freddy vào. Well, bây giờ có hai Freddy trong phòng luôn. Ngon. Cái đờ mờ bắn đi, có sức cắt cu mày. Ủa, có vụ gì vậy mày? Tụi tao đang tìm bảo vệ. Nó là bảo vệ đó. Hình như tao nghĩ đó là tao. Holy fucking shit, mày là phép đi. Mày đâu vậy? Để tao vô nhà xin nữ kiếm bảo vệ. Tao vẫn đang đéo thì gì đang xảy ra đây. Ê, món này em nói cho mày nghe nè. Ê, mà khoan đã. Ê, mấy giờ mày gồm? Nhanh nhờ nhanh mới chết. 5 giờ 5 chứng hả? Nó là thằng bảo vệ. Hả? Thật. Nasonic. No, no. Không, tôi là bảo vệ mà. Oh my god.